Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Vẫn thiếu hơn 6 triệu mét khối đắp đứt cao tốc Bắc Nam. Trong báo cáo mới nhất gửi chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến ngày 24 tháng 3, dự án vẫn còn thiếu 6,53 triệu mét khối đất đắp. Cụ thể, dự án thành phần Mai Sơn quốc lộ 45, địa bàn Ninh Bình thiếu 0,7 triệu mét khối. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đang xem xét cấp bổ sung hai mỏ đất, mỏ Đồi Đương và Đồi Lan, theo đề nghị của nhà thầu để đáp ứng nhu cầu về vật liệu đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 4 năm 2022. Dự án thành phần Cam Lộ La Sơn thiếu 0,27 triệu mét khối, chủ yếu nằm ở hai gói thầu XL5 và XL6 trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Trong đó, lượng đất thiếu tại gói thầu XL5 được bố trí lấy từ mỏ Động Đá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt trữ lượng, dự kiến cuối tháng 3 năm 2022 sẽ đưa vào khai thác. Gói thầu XL6 lấy từ mỏ Hiền Sĩ, địa phương đã phê duyệt bổ sung diện tích, dự kiến tháng 4 năm 2022 sẽ đưa vào khai thác. Đối với dự án thành phần Nha Trang, Cam Lâm, lượng đất đắp còn thiếu 0,8 triệu mét khối, địa bàn Khánh Hòa. Hiện doanh nghiệp dự án đang phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục để cấp phép hai mỏ tại xã Suối Tân và xã Cam An Bắc, dự kiến hoàn thành các thủ tục cấp phép trong tháng 3 năm 2022. Dự án thành phần Cam Lâm, Vĩnh Hảo thiếu 2,3 triệu mét khối, Ninh Thuận 2 triệu mét khối và Bình Thuận 0,3 triệu mét khối. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất bổ sung hai mỏ Phước Hữu và Phước Vinh với trữ lượng khoảng 2 triệu mét khối, còn 0,3 triệu mét khối trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Doanh nghiệp dự án đang làm việc với địa phương đề xuất cho phép tận dụng từ nguồn cải tạo, hạ cao độ đất nông nghiệp của dân. Dự kiến khối lượng vật liệu thiếu sẽ được xử lý trong tháng 3 năm 2022. Trong khi đó, dự án thành phần Vĩnh Hảo – Phan Thiết còn thiếu 2,46 triệu mét khối, tỉnh Bình Thuận. Dự kiến đến hết tháng 3 năm 2022, địa phương sẽ cấp phép khai thác 4 mỏ với trữ lượng 1,7 triệu mét khối. Với khối lượng vật liệu thiếu còn lại, khoảng 0,7 triệu mét khối sẽ sử dụng nguồn từ hai mỏ mới bổ sung quy hoạch vào tháng 2 năm 2022. Hiện địa phương đang thực hiện thủ tục cấp phép, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải thông tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.